Thưa quý vị và các bạn, hàng chục năm nay, ngô là cây trồng chủ lực mang lại thu nhập cho hàng vạn hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La, đặc biệt là các bản vùng sâu vùng xa, vùng biên giới. Tuy nhiên, khác với niềm vui được mùa như mọi năm, hàng trăm hộ nông dân trên địa bàn các xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, Trường On, huyện Yên Châu như ngồi trên đống lửa bởi cây ngô sinh trưởng, phát triển bình thường, thậm chí xanh tốt nhưng đến kỳ thu hoạch lại không có hạt hoặc ít hạt. Trước thực trạng này, nhiều hộ nông dân, đại lý cung cấp ngô giống đã gửi nhiều đơn thư đến các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân, có chính sách hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại nặng, giúp họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Đầu năm nay, gia đình anh Lò Văn Tân ở bản Ta Vắt, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn đã đầu tư mua 80kg ngô giống với số tiền 130.000 đồng 1kg. Chỉ tính riêng tiền giống đã mất hơn chục triệu đồng, chưa kể tiền phân bón, công chăm sóc. Giống ngô mà gia đình anh Tân cũng như nhiều hộ dân trong bản trồng là giống NK6253, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam. Khác với mọi năm, năm nay hầu hết diện tích giống ngô này bị mất mùa, có bắp nhưng không có hạt, hoặc có hạt nhưng tỷ lệ rất thấp. Thì dân nó trồng thì thấy được năng suất thì dân nó cứ lao vào cái xoa 53. Nhưng mà năm nay trồng thì nó lại bị hỏng như thế này thì cũng chả biết làm sao, mất mùa. Thì gia đình tôi thì cũng đang nợ nần, thì phân do giống má thì toàn đi cắm về trồng trước thôi. Xong là thu hoạch xong là mới đi thanh toán họ thôi. Năm nay đi cắm về hơn 60 triệu đầu tư vào ngô. Nhưng mà nương ngô như thế này thì cây thì tốt mà bắp thì toàn như thế này ấy, thì lấy đâu ra mà đi trả tiền phân, tiền cho, tiền giống. Anh em xem nhé, tôi bóc nhé. Ngô đấy, nó chỉ thế này thôi. Đấy, cây rất là cao mà tốt. 1, 2, 3, 4, chỉ có 5 hạt thôi. Đấy. Bắp trên này đấy, ít thế này đi cả nương thôi. Đây nhỉ. Đấy, cái này cũng chỉ thế này thôi. Đây này. Đấy. Cái này chỉ có 3 hạt thôi. Đây, cây này cũng thế này. Cây này chỉ có 3 hạt đây. Đấy, chỉ có 3 hạt. Không có hạt. Hầu hết bà con bản Ta Vắt đều khẳng định họ vẫn chăm sóc cây ngô như mọi năm, cây vẫn sinh trưởng phát triển tốt. Thời tiết năm nay cũng thuận lợi, không có hiện tượng bất thường. Trong khi các giống ngô khác trên địa bàn vẫn cho thu hoạch ổn định, nhưng với giống ngô NK6253 của công ty Syngenta lại bị mất mùa trên diện rộng. Trước kiến nghị của nhân dân, ngày 25 tháng 10 vừa qua, chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn của huyện Mai Sơn cùng đại diện của công ty Syngenta Việt Nam đã đi kiểm tra thực tế. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta khẳng định, nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng được phản ánh bắp kết hạt kém không phải do giống. Ý kiến của các phòng ban chuyên môn huyện Mai Sơn thì vẫn chung chung, không rõ ràng. Có thể do giống, do thời tiết, do chăm sóc. Thực ra dân cũng canh tác hàng năm cũng như vậy. Và khí hậu thì nhưng mà khí hậu rất các hộ dân người ta cũng canh tác gần và trồng cùng ngày và có thể thời tiết như thế và người ta vẫn có bắt điều. Mà tại sao giống cái số NK653 lại không có như vậy thì chúng tôi hơi thắc mắc. Mà công ty cũng có căn cứ bảo trước khi xuất lô hàng lên thị trường phải có kiểm định của cơ quan phát nhà nước có thẩm quyền để đưa giống lên thị trường. Nhưng mà cái này chúng tôi cũng chưa khẳng định là của tại giống mà chưa khẳng định tại dân, mà chúng tôi đang làm biên bản là có thể thôi bạn, nhưng mà công ty không chịu. Qua giả soát, toàn xã Phiêng Pằn có 181 hộ của 5 bản ngô bị thiệt hại, gồm bản Vít, bản Phiêng Khàng, bản Ta Vắt, bản Hua Bó và bản Nà Nhung. Trong 395 hecta ngô gieo trồng, có 188,39 hecta bị ảnh hưởng, mức ảnh hưởng trên 80%. Có 2 hộ với diện tích 1,4 hecta, mức ảnh hưởng từ 70 đến 80% là 17 hộ, diện tích 22,85 hecta, mức ảnh hưởng từ 60 đến 70% là 44 hộ với diện tích 59 hecta, mức ảnh hưởng từ 50 đến 60% là 47 hộ, diện tích 62,21 hecta, mức ảnh hưởng dưới 50% là 71 hộ, diện tích 42,59 hecta. Còn tại xã Trường On, huyện Yên Châu, nhiều tháng nay, hàng chục hộ nông dân, đại lý cung cấp ngô giống đã làm đơn thư gửi chính quyền xã Trường On về tình trạng giống ngô lai NK6253 của công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam bắp không hạt hoặc ít hạt,
nhưng họ vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Năm nay, gia đình anh Phành trồng 20kg ngô giống NK6253 của công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam. Với điều kiện thời tiết năm nay khá thuận lợi, cây ngô sinh trưởng phát triển tương đối tốt, gia đình anh Phành kỳ vọng vào một vụ ngô bội thu để trang trải nợ nần. Tuy nhiên, thời điểm thu hoạch ngô, sự kỳ vọng đã trở thành nỗi thất vọng khi hầu hết diện tích ngô không cho hạt hoặc kết hạt rất ít. Thu hoạch gần nửa nương ngô nhưng chỉ toàn là lõi. Mỗi năm là trồng cái giống 6253 này là như năm so với năm ngô ấy thì nó quá là có bát điều. Thì năm nay thì dân ở trên này thì song song để dùng cái giống này thôi, không dùng giống khác nữa. Đấy, không dùng giống khác, dùng giống này là năm nay là giống này là nó bị bẫn mùa kiểu này thì không biết làm thế nào. Còn đối với gia đình ông Trung, đây là năm thứ tư trồng giống ngô NK6253. Ông cho biết những năm trước đây, giống ngô này đều cho năng suất cao, mẫu mã đẹp. Vụ ngô năm nay, gia đình ông tiếp tục mua 108kg ngô giống NK6253 về gieo trồng. Đồng thời, gia đình ông cũng áp dụng kinh nghiệm từ các năm trước về chăm sóc. Tuy nhiên, đến thời điểm thu hoạch, nhiều diện tích ngô bắp ngô ít hạt hoặc bắp bé. Điều này đã khiến cho gia đình ông hết sức lo lắng về khoản vay mua giống ngô, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật từ các đại lý và ngân hàng. Trước kia thì có như là mỗi năm ấy là trừ hết cái chi phí là gia đình cũng được khoảng tầm 90 triệu đấy, giữ ra ấy. Nhưng mà năm nay thì trông chờ vào cái cây ngô này thì rất là khó khăn vì cái khoản nợ rất lớn này. Đấy, kể cả phân do này, với lại thuốc phun các kiểu ấy, là đầu tư vào ngô là rất nhiều. Đấy, nhưng mà khả năng cái... mà cứ đà này ấy, ngô thì không có bắp thế này thì gia đình cũng không biết làm thế nào để mà trả nợ được. Trước đơn thư kiến nghị của nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu đã phối hợp với Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật tỉnh, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam tổ chức kiểm tra, xác minh diện tích bị thiệt hại. Theo kết quả kiểm tra ngẫu nhiên, nương ngô trồng giống NK6253 của 5 hộ tại 3 bản Nà Đít, Nà Dạ và bản Đin Chí tại xã Trường On. Đa số nương ngô có tỷ lệ kết hạt tốt, đạt từ 50% trở lên. Tuy nhiên, có nương tỷ lệ bắp kết hạt đạt kém đến 71%. Sau khi rà soát, 12 trên 12 bản của xã Trường On đều bị thiệt hại. Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 582 hộ, với 781,6 ha bị ảnh hưởng. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu cũng khẳng định, nhìn chung sản xuất vụ ngô năm 2023 gặp điều kiện thời tiết thuận lợi. Tất cả các giống ngô được bà con trên địa bàn huyện đưa vào sản xuất năm 2023 đều sinh trưởng và phát triển tốt. Trước thực trạng này, doanh nghiệp đã phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương, chuyên gia đã nhiều lần điều tra xác minh, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân ngô mất mùa bất thường. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để làm cách như thế nào để chúng ta tìm hiểu được cái nguyên nhân nó thích đáng nhất để giúp cho bà con nông dân chúng ta an tâm cũng như là về cái mặt sản xuất cũng như là về cái mặt tư tưởng, và đặc biệt những các cái khu vực mà biên giới đồng bào dân tộc thiểu số thì những cái vấn đề đấy nó rất là khó khăn. Và cái vấn đề thứ ba nữa là chúng ta có thể thấy được là năm nay cái thiệt hại của bà con nông dân rất là lớn. Sau khi kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng cũng xác định bên cạnh giống ngô NK6232, tình trạng ngô không kết hạt hoặc kết hạt kém còn xảy ra trên các giống A54, CP81, CP311 và CP511. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay hàng trăm hộ dân trên địa bàn các xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, xã Trường On, huyện Yên Châu đang chờ đợi các cơ quan chức năng sớm kết luận nguyên nhân, có chính sách hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại nặng, giúp họ giảm bớt khó khăn khi năm mới đang đến gần. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục hộp thư truyền hình kỳ này đã hết. Nếu quý vị và bà con nhân dân có những nội dung quan tâm cần phản ánh đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, có thể gọi điện đến số điện thoại 02123853559 hoặc địa chỉ email stv.chuyende@gmail.com. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chuyên mục lần sau.